Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Chi tiết Honda Super Edge 1000 FedEx SP Carbon Edition 2025 ra mắt tại châu Âu với mức giá từ 869 triệu đồng. Vừa mới đây, giới truyền thông châu Âu đã đăng tải rất nhiều thông tin liên quan tới cái chiếc Honda Super Edge 1000 SP Carbon Edition 2025 thế hệ mới nhất. Cụ thể hơn, cái con quái thú được bọc carbon lần này vừa bọc cái mẫu FedEx hàng đầu. Theo hãng Honda, cái mẫu xe mới được xây dựng theo cái khái niệm Epitome of Steel Racing in Oblast Just from the Factory. Và thực sự, nhìn từ phía xa, nó trông như một con báu đen đang lén lút vào mồi. Và chúng ta hãy cùng chìm ngưỡng nhé. Như nhiều nguồn tin chúng tôi tham khảo được biết, hãng Honda đã ra mắt cái mẫu là Super Edge 1000 SP Carbon Edition 2025, lấy cảm hứng từ các sáng kiến của cái chiếc xe đua HRC và các thành phần đã được phát triển từ xe đua RC 213B, bao gồm cái chắn bùn trước và sau từ sợi carbon toàn bộ, bảo vệ động cơ, ốp quay giữa, cánh gió, nắp hộp gió. Chiếc xe này cũng có logo HRC được in nổ ở trên ốp đầu, đóng một vai trò là cái đinh nhấn màu xanh và trắng duy nhất trên xe. Bên dưới cái bộ bổng cánh hoàn toàn làm từ cái sợi carbon, Super Edge 1000 FedEx SP Carbon Edition 2025 về mặt cơ học giống hệt cái phiên bản tiêu chuẩn của nó, từ việc trang bị cái động cơ lực 4 xanh dung tích 1000cc cho đạt công suất hơn 200 mã lực, hệ thống điện tử là xe đua tiên tiến đi cùng hệ thống ống xả Anubis. Trong khi vẫn chia sẻ cùng với cái đường kính piston 81m và hành trình là 48,50m như cái phiên bản RC 213V. Thời điểm đóng mở van, thời điểm được độ nâng đã được điều chỉnh cho cái năm 2005 và cái tỷ số nén cũng được nâng từ 13,4:1 thành lên là 13,6:1. Cái van nạp với đường kính là 32,50m và nó cũng nhẹ hơn cái phiên bản của năm 2005. Ngoài ra còn có cái cọt lò xo cái độ hình là elip 3 cấp cho cái phần đầu vào và đầu ra, trong khi các cổng nạp đã được tối ưu hóa cho cái luồng khí. Với công nghệ Motosibi có cấp mọi nơi bên trong cái mẫu xe này, ma sát được giảm thông qua là Diamond Light Control, viết tắt là DLC, trên những cái tì cam giống như cái chiếc RC 213VS từ phiên bản FedEx 2021 đã lên cái mẫu xe tiên phong ở dụng cái quy trình trên một cái chiếc xe máy sản xuất hàng loạt. Nó đã đạt được cái mức giảm là 35% cái tổng thức ma sát của hệ thống truyền động van so với những cái tùy chọn là không phủ là DLC. Cái thanh truyền và cái nắp thanh truyền được rèn từ là TI-64A titanium, một vật liệu do Honda phát triển. Nó giúp giảm là 50% cái trọng lượng so chế những cái phiên bản từ thép chrome molybdenum trước đây. Thậm chí chúng còn nhẹ hơn vào năm 2005 và ở dụng cái bu lông làm từ thép chrome molybdenum vanadi SP149. Một lần nữa là một cái phát triển mới của Honda và không ở dụng tay ốc cố định. Cái độ bền và những cái ốc lót dầu nhỏ được làm từ cái bằng đồng Beryllium C1720ST và cái độ tin cậy rất cao ở vòng tua cao. Trên cái bề mặt của các đầu lớn được xử lý bằng DLC và các piston được rèn từ nhôm để có cái độ bền nhẹ, độ bền và tăng cái phần công suất. Honda Super Edge 1000 FedEx SP cũng là cái mẫu xe đầu tiên trên thế giới được trang bị cái phục hành trình ngược Allen 43m SEC 3.0 SV NSB thế hệ thứ 3. Ở dụng cái cấu trúc van ở bên trong và cái mẫu này cũng cải thiện cái chất lượng lái và cái độ ổn định khi vào cua thông qua hành trình keo. Cái cảm giác bám đường của phần lớp trước cũng được cải thiện mới. Cái phục cũng được kẹp bằng cái kẹp chắn ba trên và bên dưới làm từ nhôm rèn độc quyền. Và cái chiều dài của phục cũng mang lại cái sự tự do hơn cái việc thay đổi cái hình học. Chè phía sau là cái giảm sóc Allen TX 36 SEC 3.0 SV. Đối với cái phiên bản Carbon Edition chỉ có đúng 300 chiếc được sản xuất tính thời điểm cái clip này được ra mắt, hoặc có vẻ như đó chỉ là ở Anh và Pháp mà thôi. Honda Pháp cho biết chỉ có 70 chiếc sẽ được chuyển đến Pháp, phần còn lại được phân bố trên thị trường Anh Quốc và các khu vực khác trong thị trường châu Âu.
Và cho đến nay, Honda bán ra cái mẫu là Super R1000 RR Fadex SB 2024 tại thị trường châu Âu với mức giá là 23.499 bạc Anh. Đó ra tiền Việt nó tương đương là 763 triệu đồng. Trong khi cái phiên bản là Carbon Edition 2025 hoàn toàn mới với mức giá bán dự kiến rơi vào khoảng là 26.749 bạc Anh. Đó ra tiền Việt nó tương đương là 869 triệu đồng. Đây là mức giá tăng không đáng kể. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để chi tiết nhớ like, share, subscribe.